Rồi bây giờ Dũng vô phát biểu đi Dũng ơi, để đi xíu cho bánh này của Trung mang tới. Rồi bánh đẹp quá ha. Bánh này 85 độ của Trung mang tới là hội ngộ à, Việt Nam Hoa Kỳ đầu năm kỳ đầu năm 2015 là tiếp đón vợ chồng anh Lộc với lại chị Nguyệt. Thêm hai người mới là bây giờ hỏi chị giơ tay này. À. Dạ Nguyệt giơ tay lên trước. Rồi anh Duy và chị Nguyệt này, đây Nguyệt này rồi. Ừ, giơ tay này. Đây Duy rồi. Hai hội viên mới của chị. À. Cái nào hội viên đó phải không? Không giơ tay này. Thiếu giơ tay. Giơ tay. Không giơ tay. Ở nhiều động giơ tay. Động giơ tay. Nguyễn Đình Dung giơ tay. Bò giơ tay. Duy giơ tay. Chúc phiên tao, phiên tao. Còn ai được, còn ai phiên á? Còn mấy cháu. Mấy cháu giờ chỉ vô. Lời ta nói này. Rồi. Hôm nay nhân tiện á là có Nguyệt Minh Lộc là qua Mỹ có chuyện gia đình nhưng mà cũng sắp xếp thời gian thăm bạn bè. Thăm bạn bè. Thì nhân tiện là có gặp là anh Duy. Là cũng do phong trên mình với lại chị Hương là hai người anh hai mà chồng chồng anh Hương thì hôm như là welcome với chị Duy vừa vô thiết rồi rồi đó nè mấy cái kiểu cặp này đã đây đây là cặp là coi như là song sinh hồ hồ pha yêu trinh còn Thái là trẻ đến sau Lộc trẻ đến sau để ra nói nè hồi xưa mấy muốn ôm thì bị ông đại Lộc không nói là ông nói đây phải nói đi mày câu chứ hay là Nguyên nói đi Nguyên bữa nay không có ngọt rồi im lặng im lặng cầm lại cái hồi xưa mình học là nó nhạt lắm đâu bây giờ mình phải chù đầu hôm nay á Nguyệt qua đây từ Việt Nam qua đó thứ nhất là trước tiên là việc gia đình nhưng mà kết hợp là đi thăm các bạn hôm nay là gặp mà đầy đủ các bạn như vậy á hả rất là xúc động rất là hân hạnh và rất là cảm ơn các bạn đã tổ chức một buổi tiệc này để giúp Nguyệt và Lộc để gặp tâm linh đầy đủ các bạn đó thứ hai nữa là đây thì đủ là chung một lần đâu đây à chịu không ốm ốm đi nè mấy năm rồi chọc chọc lại rất là rung động xúc động hè hè chi tử đi không đem vợ đi gặp lại nguyên thứ này dập gặp lại bị dùng nóng rồi không được qua đi nữa giống như hôm mình còn 12 á hả đó xưa yếu thật cảm thấy như là đâu giống là yêu thầm đó không vừa ở đâu đây nữa yêu thầm này nó yêu thầm nhất à cảm ơn nha cảm ơn rồi tối nay là một tối nay là post liền rồi rồi đây là bánh xèo nè bánh xèo bánh xèo lên Đình Dương nè đây là cái món này đặc biệt lắm nha cái này là do người Ngon Nguyệt đem qua đem qua tôm cháy ở Việt Nam tôm đổ đi Nam qua nói đây giới thiệu đi có gì đâu có gì đâu đây là món bánh ướt do Nguyễn Xem Nhân tôm từ Việt Nam qua và Nguyễn Thanh Xuân phụ gói. Hoàng Ngô. Tôm của Nguyệt, bánh của Xuân. Hôm nay lên đỉnh nhà đồ ăn hay nhiều nha. Rồi, thôi bây giờ mình mời vào nhé. Rồi, vô đây.